Thưa quý vị, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho hay Kiev đã phá hủy nhiều mục tiêu ở Nga bằng các loại máy bay không người lái UAV, mà đặc biệt là UAV Bober. ABC Ukraine dẫn lời Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine máy bay A-50 tiêm kích Su-57 và Karada Voronezh, điểm chung của chúng là đều bị UAV Bober tấn công, cũng theo cơ quan này, UAV cảm tử UJ-26 Bober đã được các binh sĩ thuộc cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu ở Nga trong hơn một năm qua. Bober hay còn gọi là Beaver là UAV tầm xa có phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km và tải trọng là 20 kg. UAV Bober được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau như tấn công các mục tiêu quan trọng phía sau phòng tuyến của đối phương, trinh sát và chỉ điểm cho hỏa lực pháo bình, và tập kích các mục tiêu trên mặt đất. Bober là một phần của thế hệ UAV mới do Ukraine phát triển nhằm tăng cường năng lực đối phó với quân đội Nga trong quá trình xung đột. Trước đó, ngày 9 tháng 6, tình báo Ukraine từng tiết lộ một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tiêm kích Su-57 của Nga tại sân bay Aktunbinsk. Còn ngày 9 tháng 3, các UAV Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay ở Taganrod, làm hư hại nhà chứa máy bay A-50 của Nga. Kể từ khi xung đột nga ukraina bùng nổ, UAV đã chứng minh là vũ khí quan trọng được hai bên sử dụng ngày càng nhiều. Trong đó, Kiev đã tăng tốc triển khai các cuộc tấn công bằng UAV sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Thưa quý vị, các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát mục tiêu chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine, trong khi đó, Tổng thống Putin đã đặt ra mốc đẩy lùi quân đội Ukraine về phía bên kia biên giới trước ngày mùng 1 tháng 10 năm nay. Trong khi cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk vào tháng 8 đã chiếm được một phần lãnh thổ của Nga, thì lực lượng của Kiev vẫn đang nỗ lực đẩy lùi đà tiến của Moscow vào khu vực Donetsk cách đó vài trăm km về phía nam. Ukraine đã hy vọng cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hôm mùng 6 tháng 8 sẽ buộc Điện Kremlin phải phân tán lực lượng ở Donetsk để chi viện cho chiến trường Kursk và làm chậm bước tiến của Nga tại đây nhưng có vẻ như điều này đã không xảy ra. Trong những ngày đầu của cuộc tấn công, Moscow đã hướng 60% hoạt động trên không vào Kursk. Tuy nhiên, khi quân đội Kiev vẫn ở lại lãnh thổ của mình, Nga đã chuyển các đợt ném bom sang mặt trận miền đông Ukraine, nơi lực lượng Moscow đang tiến về thành phố Pokrovsk có vị trí chiến lược quan trọng. Tiên tuyến ở Ukraine dài khoảng 1.190 km, nhưng theo quân đội Ukraine, giao tranh nóng bỏng nhất tập trung ở khu vực Donetsk, đặc biệt là về phía thành phố Pokrovsk. Đây là chốt trận phòng thủ của Ukraine trong khu vực và nằm trên hai tuyến đường tiếp tế chiến lược đến phần còn lại của Donetsk, nơi đóng vai trò quan trọng đối với việc phòng thủ khu vực. Hôm mùng 10 tháng 9, người đứng đầu hội đồng an ninh Nga và là cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Sokul cho biết các lực lượng của Moscow đã chiếm giữ một phần lãnh thổ đáng kể trong khu vực. Bộ quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng quân đội Nga đã kiểm soát được bốn ngôi làng trong khu vực hướng về thành phố trọng điểm Pokrovsk. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo chiến trường cho thấy, lực lượng Nga ở khu vực Donbass, bao gồm vùng Donetsk và Luhansk lân cận, đã tiến quân vào tháng 8 với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua. Trong khi đó, đầu tuần này, Bộ Tham mưu trưởng Ukraine nhận định rằng, Nga đang cố gắng chọc thùng hệ thống phòng thủ theo nhiều hướng về phía Pokrovsk và xung quanh khu vực này. Trung tâm Chiến lược Quốc gia CDS, một nhóm nghiên cứu an ninh quốc gia của Ukraine cho rằng, trận chiến sắp tới ở Pokrovsk sẽ là đỉnh điểm tấn công của Nga kể từ năm 2024. Quân đội Nga dường như đang tiến quân quanh khu vực Pokrovsk cũng như theo hướng Toresk ngay phía Bắc và quận Kurakov ở phía Nam. Bộ tham mưu Ukraine cho biết đã có 5 cuộc tấn công theo hướng Toresk, chủ yếu tập trung quanh khu vực New York, một thị trấn mà cả hai lực lượng đều đang tranh chấp. Khoảng hơn 32 km về phía Nam, Ukraine báo cáo đã đẩy lùi 11 trong số 14 cuộc tấn công của Nga theo hướng Pokrovsk khoảng 32 km xa hơn về phía nam. Hướng đến Kurakove, Kiev cũng báo cáo thêm 14 cuộc tấn công của Nga. CDS cho rằng, lực lượng Nga hiện sẽ tìm cách bao vây thành phố Zelidove và sử dụng nơi này làm bàn đạp để tấn công Pokrovsk. Hiện Nga vẫn lạc quan về khả năng sẽ giành lại Pokrovsk từ tay Ukraine. Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, lực lượng Ukraine hiện đang dần bị đẩy lui khỏi Pokrovsk và sẽ bị đẩy lui hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đẩy lùi các lực lượng Ukraine về biên kia biên giới trước ngày 1 tháng 10 năm nay. Các nguồn tin của Nga cho biết, Moscow đã giành lại được hơn 1 phần 10 trong tổng số 1.300 km vuông mà quân đội Ukraine tuyên bố chiếm được trong 36 ngày qua. Tuy nhiên, trước thông tin về thành quả quân sự mới nhất của Nga, giới chức phương Tây vẫn nhận định rằng Nga khó có thể giành lại phần lớn đất đai mà Ukraine hiện đang chiếm giữ trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk. Nguồn tin cho biết thêm, lực lượng của Kiev trong khu vực hiện đã chuyển sang thế phòng thủ sau khi Nga đều tuyên bố bắt đầu cuộc phản công lớn đầu tiên tại khu vực biên giới phía Nam. Các cuộc tấn công trên bộ của Nga đã mất nhiều thời gian để triển khai vì gặp khó khăn trong việc di chuyển lực lượng quân sự lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Trong bối cảnh có thông tin quân đội Kiev đã mất 1 phần 10 thành quả quân sự trong cuộc phản công, quân Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc phản công cục bộ, mang tính chiến thuật và họ có thể đạt được những thành quả nhỏ ở khu vực đó. Nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục củng cố lực lượng để tiến hành một cuộc phản công có chủ đích hơn, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết ông đã nhìn ra điều này từ lâu. Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó tuyên bố rằng các lực lượng Kiev đã chiếm được một vùng đất rộng 1.300 km vuông và 100 khu định cư trong cuộc tấn công vào Kursk. Đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa hoàn toàn đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga, dù bước tiến của Ukraine tại Kursk đã có dấu hiệu chậm lại. Giới quan sát cho rằng, các lực lượng của Moscow có lẽ đang cố gắng chia các quân đội Ukraine tại Kursk, với mục tiêu chính là cắt đứt các tuyến liên lạc trên bộ giữa các đơn vị trong khu vực. Theo Mass, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát trên một khu vực rộng khoảng 150 km vuông. Theo các phóng viên quân sự và các kênh Telegram, lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến hành các hoạt động tác chiến, tiến đến gần Severikovo, Sasuha, nơi Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ đã viết trong bản cập nhật chiến trường mới nhất rằng lực lượng nga có thể có ý định tạm thời chia cắt phần nhô ra của Ukraine ở tỉnh Kursk trước khi bắt đầu nỗ lực có tổ chức nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ nga. Bên cạnh đó, theo ISW, tiến sát biên giới phía đông nam ở Snagot nhằm cắt đứt các tuyến đường hậu cần hiện có của Ukraine và làm rối loạn các vị trí hỗ trợ hỏa lực gần biên giới của nước này. Các nguồn tin của nga khẳng định rằng ít nhất 8 xe tăng và xe bọc thép xuất phát từ thị trấn Korenevo, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, đã tham gia vào đợt đầu của chiến dịch tấn công này. Nhưng đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh hải quân 155, trung đoàn VDV 56 và 51 của Nga, nhưng đơn vị đã tham gia vào các trận chiến lớn trên khắp tiền tuyến ở Ukraine, được cho là đã xuất hiện ở Kursk. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho biết, Moscow không đột nhiên giúp quân tinh nhuệ cùng với trang thiết bị tối tân đến đây. Kế hoạch lâu dài của Nga vẫn là bảo toàn lãnh thổ của mình cây viết Kirill của tờ ZTelegram nhận định các nguồn tin nga và ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay quân đội nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng ukraine khỏi tỉnh Kursk của nga và thời điểm chiến dịch đột kích của ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay theo giới phân tích về xung đột Ukraine, quân Nga dường như đã đạt được một số thành công vào hôm 10 tháng 9 năm 2024, đó là giành lại một phần lãnh thổ của mình và thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Kursk thuộc lãnh thổ Nga. Các video do các blogger quân sự thân Nga đăng tải và được hãng truyền thông ABC News định vị địa lý cho thấy một đoàn lớn xe thiết giáp Nga tấn công ngôi làng Snakos. Một video khác cho thấy có vẻ một số binh sĩ Ukraine đã bị phía Nga bắt giữ. Cuộc phản kích của Nga tập trung vào sườn phía Tây của lực lượng Ukraine đột kích Kursk. Ukraine bất ngờ tấn công Kursk vào ngày 6 tháng 8 và tới nay đã chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ của Nga. John Helin, nghiên cứu viên tại nhóm Blackbird, viết trên mạng xã hội X cho rằng quân Nga đã mở một chiến dịch từ hướng Tây và hướng Bắc, thọc vào sau lưng quân Nga, tiến tới Snagos các blogger quân sự Nga tuyên bố, lực lượng Nga hiện đang tấn công ngôi làng Obukhov. Điều này có nghĩa là binh lính Nga có thể đã tiến được hơn 9,6 km vào ngày 10 tháng 9, theo bài viết của Helin đăng tải trên tờ báo Phần Lan Helsinki Sanomat. Trong khi đó, một blogger quân sự thân Nga, Sergei Sternenko, xác nhận Nga đã mở một cuộc phản kích lớn và hiện tình hình đang rất nguy hiểm cho Ukraine. Sternenko viết trên mạng Telegram, tình hình đang phát triển thành một cuộc khủng hoảng kiểm soát kém. Người này nói rằng các lực lượng Ukraine thiếu điều phối hiệu quả trong khu vực này và đang trong tình trạng rối loạn, vô tổ chức. Giới phân tích quân sự và các nhà bình luận Ukraine cho rằng cuộc tấn công lần này của Nga là điều dự đoán được. Stanislav Osman, một lính tình nguyện thuộc lữ đoàn xung kích AIDA-24, viết trên tài khoản Telegram của mình, Tôi không kịch tính hóa. Tình hình ở tỉnh Kursk Chiến tranh là chiến tranh, đối phương đã tung đòn phản ứng như dự kiến. Tuy nhiên, Osman cho biết giới chỉ huy Ukraine đã phớt lờ một số cảnh báo từ các binh sĩ tuyến đầu của Ukraine trong khu vực này. Trong những ngày đầu bất ngờ tấn công Kursk, quân đội Ukraine chiếm được hàng trăm km vuông và hàng chục ngôi làng bên trong tỉnh này của Nga. Lúc đó, Nga khá vất vả trong hành động đáp trả. Trong hai tuần đầu, Ukraine liên tục tiến lên, còn phía Nga chủ yếu phòng ngự. Còn hiện nay, chiến dịch đột kích Kursk cơ bản đang dậm chân tại chỗ. Cuộc phản kích của Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 cho thấy Moscow cuối cùng đã tiến hành hoạt động cụ thể để lật ngược tình thế ở Kursk và đánh bật quân Ukraine khỏi đây. Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk được đa phần chuyên gia quân sự độc lập đánh giá là canh bạc mạo hiểm, mặc dù tạo ra bước ngoặt nhất định trong xung đột Nga-Ukraine. Chiến dịch đột kích này có thể khiến quân Ukraine hứng chịu tổn thất lớn khi cố bám trụ tại Kursk. Trong lúc đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh ở miền đông Ukraine, tận dụng việc Ukraine chuyển quân tinh nhuệ, vũ khí đạn dược sang mặt trận Kursk. Hiện quân Nga đang tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk, đồng thời căng mỏng hơn nữa phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donbass. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!